Trưa ngày 23 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã cứu được hai người bị mắc kẹt trong cabin xe tải do tai nạn giao thông ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 5, tại đoạn đường trước địa chỉ số nhà 133 đường Trường Trinh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến tài xế xe tải là Trương Tấn Đa và phụ xe Võ Huỳnh Xuân Điệp bị mắc kẹt trong cabin xe tải. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố cùng Công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng điều động các phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 14 giờ 40 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người bị nạn ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.